Kính chào các bạn, hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2023 thì tôi đang đứng ở đây ở ngay ở trong cái khu sảnh của tòa thượng thẩm Berlin, nơi vừa diễn ra cái vụ xử ông Lê Anh Tú là một người Việt Nam và đã bị cáo buộc về tội là hoạt động gián điệp, tham gia bắt cóc và có cái hoạt động rất là nguy hiểm ở nước Đức cũng như ở châu Âu. Hôm nay tòa đã tuyên án ông Lê Anh Tú với mức án là 5 năm. Thì phiên tòa này đã được diễn ra trong nhiều tháng nay và cuối cùng thì với một bản cáo trạng do quan tòa đã đọc ở đây thì với khoảng hơn 2 tiếng đọc rất chi tiết từng cái thời gian, từng cái cuộc gọi điện thoại của bị cáo Lê Anh Tú là một người mà hoạt động gián điệp cho Bộ Công an Việt Nam. Và đặc biệt là trong cái bản cáo trạng này, cái thông tin chi tiết gồm có việc ông Lê Anh Tú sống ở đâu, ở Cộng hòa Séc, hoạt động với ai, đó là với ông Đào Quốc Oai, rồi tham gia vào những cái vụ việc này cụ thể như thế nào, đi xe, thuê xe gì và chở những ai, gọi cho ai và gọi bao nhiêu phút thì rất là chi tiết. Bởi vì ở Đức ý, thì họ có những cái phung CL, tức là những cái nơi mà người ta tiếp sóng và nhận sóng điện thoại, thì bất cứ người nào khi sử dụng điện thoại để gọi thì nó họ cái hệ thống này nó đều ghi cụ thể và chi tiết đầy đủ cái thêm thông tin, cái thời gian địa điểm của cái người gọi đó. Và chính vì vậy mà cảnh sát Đức cũng như an ninh Đức đã điều tra và ra rất là chi tiết cái thông tin mà cái ông Lê Anh Tú này là bị cáo buộc là hoạt động gián điệp và bắt cóc ở Đức. Vâng ạ, trên cái chiếc xe mà ông Lê Anh Tú đã lái là có 2 chiếc xe, một chiếc xe VW, tức là VW T5 là đi bắt cóc vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 ở Berlin, và ngay cả chiếc xe Mercedes Vito sau đó cũng thuê ở Cộng hòa Séc, ở chợ Sapa, một cái chợ ở Cộng hòa Séc, cũng đã để chở ông Trịnh Văn Thanh từ Brno, một cái thành phố của Séc, sang Bratislava để trao cho ông Tô Lâm, đưa vào đoàn của công tác của Bộ Công an Việt Nam để đưa về qua Moscow về Việt Nam. Thì trên 2 chiếc xe đó thì đều có đầy đủ những cái ADN, tức là họ xét nghiệm ADN rất là kỹ ở những cái ghế, rồi những cái nó rơi những cái gầu ở tóc nào đấy ra, và họ xác định ông này là ngồi trong đó. Và ngoài ra thì những cái thông tin là số điện thoại của ông ta gọi rất nhiều lần cho ông Đường Minh Hưng, tức là Trung tướng Đường Minh Hưng, là Phó Tổng trưởng Tổng cục Tình báo, Tổng cục 5 của Bộ Công an Việt Nam, trực tiếp sang đây để tham gia cái vụ bắt cóc này và chỉ đạo rất nhiều lần. Hoặc ông Đào Quốc Oai là một cái người sống ở Cộng hòa Séc, rất có uy tín, gọi là có uy tín trong cái cộng đồng Séc, cũng tham gia bắt cóc và phục vụ cho cái việc bắt cóc này. Thì họ đã cáo buộc như vậy và kết án là 5 năm. Tất nhiên với cái án 5 năm đó thì nặng hơn ông Nguyễn Hải Long trước đây. Bởi Nguyễn Hải Long trước đây thì 5 năm chưa đến, bởi vì ông ta là 3 năm 10 tháng. Bởi vì là cái hoạt động của ông Nguyễn Hải Long ấy, trước đó là chỉ là thuê xe. Nhưng hoạt động của ông Lê Anh Tú này là trực tiếp tham gia hoạt động gián điệp, trực tiếp lái xe trong cái vụ bắt cóc đó, thậm chí là cùng bắt cóc, và trực tiếp chở ông Trịnh Văn Thanh từ Cộng hòa Séc sang Bratislava giao cho ông Tô Lâm. Thì cái tội tất nhiên là nặng hơn. Vì vậy mà tòa hôm nay đã xử và có cái quyết định ra cái bản án là 5 năm. Và tất nhiên ông Lê Anh Tú là theo luật của Đức thì trong vòng 1 tuần thì ông ta có thể kháng cáo lại cái bản án này. Nhưng phải với lý do là chính đáng và phải có luật sư đi cùng cũng như nhiều cái thủ tục khác. Kháng án như thế thì ở Đức đều được phép, và đồng thời là tất nhiên là những chi phí đó là cái người mà sai thì người ta phải chịu. Đó là ông Lê Anh Tú. Trong cái phiên tòa ngày hôm nay ở đây thì như tôi đây ngay trong tôi quay đây để các bạn thấy là phía sau chúng tôi đấy là cái cửa vào của tòa trong này, nhưng mà tôi không được phép đứng quá gần bởi vì là đây là cái sảnh của tòa, thì tôi là cái người phóng viên báo chí ở đây thì tôi có thể được quay, được phát trực tiếp để các bạn cùng biết, nhưng mà không thể chi tiết quá bởi vì đây có rất nhiều người đi qua đi lại, còn có thẩm phán, còn có nhân chứng, cho nên là không được phép quay mặt họ. Thì tôi chỉ có thể đứng đây thôi. Thì trong cái phòng này là cái phòng rất là đặc biệt, họ có những cái lớp kính chống đạn để tránh cái trường hợp mà có thể gây ra những cái chuyện mà nguy hiểm, bởi vì cái tòa này là tòa thượng thẩm, nó giống như tòa án tối cao của bang Berlin này, là tòa án cao nhất của cái bang này, xét xử mà họ chỉ chuyên xét xử những vụ rất lớn, ví dụ như vụ khủng bố hoặc là những cái vụ mà hoạt động gián điệp bắt cóc
thì đây là những cái việc mà rất là nguy hiểm. Và trong cái phiên tòa này hôm nay thì quan tòa cũng đã nói rồi là cái việc bắt cóc này đã đem đến cái sự tức là tan vỡ cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, nó làm băng giá lại, bởi vì chỉ vì Việt Nam là bất chấp cái luật pháp quốc tế, bất chấp luật pháp của nước sở tại này, là đưa mật vụ vào đây để tham gia cái bắt cóc của công dân của mình để đi đưa về Việt Nam. Thì ông Tô Lâm ấy là cái người mà được tòa ngày hôm nay cũng réo tên rất nhiều lần, là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ấy, đại tướng, mà vừa rồi cũng nói là nhiều người nói là ông có khả năng là không biết là lên chủ tịch nước hay không, nhưng mà cuối cùng là không lên được, không rõ là ông Tô Lâm không lên được chủ tịch nước là do ông ấy đi bắt cóc. Thì rất là khó cho cái việc là hoạt động ngoại giao tiếp khách quốc tế, cho nên có thể ông không lên được chủ tịch nước, nhưng cũng có thể ông vẫn cứ lên, thì cái chuyện đó thì chưa rõ ràng, thì phải đợi thêm thời gian. Thì chính ông Tô Lâm là đại tướng lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an, là được tòa đưa ra là sang đây trực tiếp để tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh với cái vai trò là người đứng đầu. Thì sau đó là dưới ông ấy là có ông Trung tướng Đường Minh Hưng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Tổng cục Tình báo của Bộ Công an tham gia vào vụ bắt cóc này, và huy động rất nhiều cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin ở đây. Ít nhất là có 2 người mà chúng ta trong tòa ngày hôm nay đã nêu ra rất cụ thể chi tiết, đó là ông đại tá ông Lê Thanh Hải, tức là ông ấy đại tá ông làm Interpol, tức là phụ trách về Interpol của Việt Nam ở Đức một cách hợp pháp đấy. Thế nhưng mà chính cái người mà hoạt động như thế lại hợp tổ chức bắt cóc và tham gia bắt cóc, rồi họ hoạt động gọi là phạm pháp và phạm tội rất nặng ở đây. Thì như vậy điều đó chứng tỏ rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, khi mà họ cần thiết họ làm cái gì thì họ bất chấp pháp luật, họ trà đạp lên pháp luật quốc tế, để họ trà đạp lên những cái hiến pháp, hiến chương Liên Hợp Quốc, họ làm hết tất cả để đạt được mục đích thôi. Đấy là cái điều rất nguy hiểm nếu mà cứ tiếp tục cộng tác, hoặc là có ai đó cứ tiếp tục thích cộng tác, muốn cộng tác với cả tòa án, với cả bên phía Việt Nam, để tức là tham gia vào những cái vụ việc nguy hiểm như thế này, vì nó sẽ không đem lại bất cứ một cái thuận lợi nào, với lợi nhuận thuận lợi nào cho những người đó, bởi vì hậu quả thì những người đó phải chịu trách nhiệm. Rồi người thứ hai nữa có là đấy là ông Nguyễn Đức Thoa là đại tá, cũng là người của Tổng cục 5 một cách hợp pháp ở đây, tức là có đăng ký ở đây, là đại diện của Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, để chính cái người đó lại lái xe hướng dẫn rồi là chỉ đạo chi tiết cụ thể cái vụ bắt cóc đó xảy ra ở Berlin này, và cũng được đưa tên ra. Và ông đó thì tất nhiên là bị phía Đức sau khi bắt cóc xảy ra thì đã bị trục xuất ngay lập tức sau 48 tiếng đồng hồ khỏi nước Đức. Thì đấy cũng là thiệt thòi cho vợ con ông đang học ở đây chẳng hạn. Thế vợ ông cũng phải cuốn gói về theo, thì đấy là cái điều mà không ai muốn cả. Nhưng mà bản thân hai cái người sĩ quan này lại được ngày trước thời Đông Đức, họ đã được phía Đông Đức là đào tạo thành sĩ quan công an ở ngay Đức này, tức là Đức đào tạo, nhưng cuối cùng họ quay lại Cộng hòa Liên bang Đức để họ làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Thì với cái vai trò đó thì đáng nhẽ họ phải nên có cái đảm bảo an ninh an toàn cho công dân của mình cũng như công dân của Đức ở đây, và phải tôn trọng hiến pháp, tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Nhưng họ làm ngược lại, tức là đào tạo ở Đức nhưng cuối cùng lại quay sang Đức để gây án, để tấn công lại Đức, để bắt cóc người là tội rất nặng. Thì đấy là cái điều mà cũng đã xảy ra trong thời gian vừa qua, và cho đến nay thì quan hệ hai nước vẫn là băng giá. Vì cụ thể là ông Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa qua cũng sang Việt Nam, nhưng cũng có những cái tiếp xúc để mong rằng là kết nối lại được cái quan hệ hai nước. Và tất nhiên phía Việt Nam phải đáp ứng một số cái yêu cầu mà phía Đức yêu cầu, ví dụ như là phải đem trả lại nguyên hiện trạng, cái thứ nhất, tức là tóm lại là trả lại ông Trịnh Xuân Thanh đúng hiện trạng. Thứ hai là phải xin lỗi nước Đức, tức là phải có công khai xin lỗi là không làm như thế, là làm như thế là sai. Và cái thứ ba là phải hứa không tái phạm. Thế nhưng mà cả ba cái vấn đề này thì hiện nay là ông phía Việt Nam với vai trò là người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không chịu làm. Tức là họ vẫn có thể bất cứ lúc nào họ có thể tái phạm. Họ sang đây bắt cóc tiếp và sang châu Âu gây án tiếp, và cái điều đó là sẽ rất nguy hiểm cho nước Đức, cho châu Âu. Đặc biệt là trong cái cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và Ukraine hiện nay, thì cái vai trò của an ninh an toàn của Đức và châu Âu được đặt lên hàng đầu, là Việt Nam là một trong những nước cần phải tôn trọng điều đó. Và nếu Việt Nam không tôn trọng, không hứa tôn trọng, thì đương nhiên là nó sẽ khó khăn cho cái hoạt động của Việt Nam trong thời gian tới đây. Thế ngoài ra trong tòa thì cũng có nói đến ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Ông Nguyễn Phú Trọng là cái người mà theo đánh giá trong cái bản cáo trạng cũng đọc cũng thông tin đấy, thì là ông Nguyễn Phú Trọng là cái người thân tàu.
thấy ông ấy đang muốn loại bỏ dần những cái người mà thuộc cái phe mà gần phương Tây hơn. Chính và vừa rồi các bạn cũng đã chứng kiến đấy, ngay lập tức trước Tết luôn. Thế thì bầu lên làm chủ tịch nước cả, và sau đó là ông hạ bệ cả ông Phạm Bình Minh rồi ông Đam, đều là những cái người mà được học ở phía tư bản cả, đưa ra để phán xử xét xử gì hết, và cứ thế là hạ bệ thôi. Thì như vậy là dường như là Việt Nam ngày càng đi gần về phía Trung Quốc hơn. Qua cái vụ án này diễn ra thì trong cái tòa người ta cũng nói như vậy. Thế thì những cái người Việt Nam ở Đức và châu Âu cũng bị cáo buộc rất nhiều. Đấy là những người tiếp tay, rất nhiều người đã tiếp tay cho mật vụ Việt Nam hoạt động gián điệp, rồi theo dõi công dân ở đây, rồi bắt cóc, rồi đấy là những tội pháp rất nặng. Tại Cộng hòa Séc nó có Sapa, và thí dụ như ở Đức chẳng hạn thì có cái chợ tương tự như vậy là chợ Đồng Xuân ở Berlin. Thế thì rất là nhiều người ở chợ Đồng Xuân Berlin cũng có tham gia vào những hoạt động là gọi là ủng hộ cái hoạt động của sứ quán một cách mù quáng, mà họ nhắm mắt làm ngơ với tất cả những cái khó khăn của đồng bào trong và ngoài nước, họ không nói gì cả mà chỉ đem cái lợi cho mình thôi. Thì thậm chí những cái người này rất dễ bị đại sứ quán Việt Nam tại Đức hoặc là Séc lợi dụng tiếp tục để hoạt động gián điệp, để cung cấp thông tin cho họ và làm những cái điều bất lợi khác. Vâng, đây là trong phiên tôi đang đứng ở trong cái tòa án, trước tòa án này vừa xử xong và tuyên án ngày hôm nay. Ông Lê Anh Tú là mật vụ của Việt Nam hoạt động gián điệp tại Đức và Séc, cũng như là tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc đó và lái xe chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Séc sang trao cho ông Tô Lâm ở khách sạn Boric Hof ở Slovakia, sau đó là sử dụng mượn máy bay của Slovakia để chở cái người bắt cóc này sang Moscow và từ đó về Việt Nam. Và ông Lê Anh Tú đã bị tuyên án ngày hôm nay 5 năm. Và phiên tòa dự kiến chưa dừng ở đây. Và theo tôi biết được thì Slovakia bắt đầu khởi động quá trình cùng với Đức để điều tra, tiếp tục mở rộng cái vụ án này sang bên Slovakia trong cái vụ mà ông Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ Slovakia để chở người bắt cóc. Đấy là hành động phạm pháp. Mà nếu cái việc đó được diễn ra và được xét xử ở Slovakia thì ông Tô Lâm sẽ gặp rất nguy to. Bởi vì là như vậy là ông ta trực tiếp tham gia bắt cóc là thành tội phạm quốc tế. Mà nếu như thế thì ông Tô Lâm rất khó cho cái con đường chính trị của ông ta trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay 30 tháng 1 năm 2023 ngay tại phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú là mật vụ Việt Nam và bị tòa tuyên án 5 năm tù. Và các bạn cứ bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Và chúng tôi sẽ cố gắng như có thể đưa cái thông tin về cho các bạn mà những cái cơ quan của báo chí nhà nước như Thông tấn xã Việt Nam, VTV, VTV4 ở đây, họ có ở đây nhưng họ không xuất hiện và không đưa tin cho các bạn biết đâu. Và chỉ chúng tôi là những nhà báo tự do, truyền thông tự do sẽ vẫn tiếp tục đưa tin để phục vụ người dân trong và ngoài nước. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.